Và
nhân danh Chúa Jesus Christ để đẩy cái khế ước đó cho họ, thì cảm ơn Chúa, thì anh được cái sự chữa lành của Chúa như vậy. Và thưa quý ông bà chị em, chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh đó thì ví dụ như người phụ nữ bị cái issue of blood 12 năm đúng không? Đi tốn hết bao nhiêu tiền của nhiều người họ có thể đến với chúng ta có những nhu cầu đó, và có thể họ là những người chưa tin Chúa nữa, thì chúng ta làm gì? Mình đâu có thể nói là anh phải tin Chúa trước đây rồi tôi mới cầu nguyện ra. Chúng ta đọc lại trong các phân đoạn Kinh Thánh đó thì thấy Chúa cầu nguyện với Chúa Cha không? Chúa công bố sự chữa lành đến trên thân thể của người đó, và bệnh tật nó lui ra, ma quỷ lui ra. Một cái trường hợp của cái cô này cũng khoảng chừng 30 mấy đó, thì ngồi ở trong cái phòng với tôi trong nhà thương đó, thì tôi mới hỏi cô, thì cô mới kể là từ lúc 2-3 tuổi đó là đã bị cha mẹ dâng cho ma quỷ rồi. Để mỗi lần Halloween như vậy đó thì người ta đến, thì cô kể lại là cái khung cảnh ở chung quanh cái nhà của cô khi mà ta dâng cha mẹ dâng cho ma quỷ đó, thì cô bị đã lên nhập vào trong đời sống. À, cứ mỗi lần mỗi năm như vậy đó, thì cô kể là sẽ bị lạm dụng tình dục, rồi rất là đau khổ. Và cô khi như vậy đó, tôi nói là ai đang ở trong người, who is in you? Tôi hỏi cô đó, thì quý vị có thể tưởng tượng không, là cái người đó không phải là cái người đó rồi, nhưng mà bây giờ là ma quỷ nó nói là nó là Legion, okay. Cái tên của nó là Legion, tức là quân đội, không phải quỷ quân đội, tức là khi mà tôi nghĩ quỷ quân đội là tức là một đạo quân rất là lớn, có thể từ 6,000 người, như Chúa đã trong một cái đạo quân như vậy đó. Thì rồi tôi hướng dẫn cho cô công bố khước từ cái tà linh đó, tà linh quân đội đó. You have to renounce it. You have to, và khi mình biết được cái root của nó, hay là cái gốc rễ của nó đủ, và mình biết nó có cái liên hệ với cái tà linh này, thì mình hướng dẫn cái người bệnh đó khước từ cái điều đó, và rồi nhân danh Chúa Jesus Christ bẻ gãy cái tà linh đó ra khỏi cuộc đời của họ. Và cảm ơn Chúa, cái người của cô đó đang ngồi thẳng như vậy đó, nó dựng phóng lên và nó quằn lại, rồi cái là nó xuất ra đó. Thì quý vị có thể tưởng tượng cái mùi hôi thối đó, cái mùi hôi đó chứ không phải ấy nữa, nó cái mùi tanh hôi đó, thì nó ngay sau mà tà linh xuất ra thì cô chia sẻ đó là I feel clean. Lần đầu tiên mà cái người đó còn nói là I feel so clean nè đó, và cô ta được Chúa chữa lành ở tại nơi đó. Và những trường hợp như vậy đó không thuốc men làm chữa được hết. Psychiatrist, tức là những người bác sĩ về tâm thần đó, phải cho thuốc uống, nhưng mà quý vị biết rồi, thuốc nó chỉ là cái suppress, nó đè cái triệu chứng, những cái behavior của họ thôi. Thì trong những trường hợp như vậy đó, thì xin Chúa cho chúng ta có sự sức giàu của Chúa, có thánh linh của Chúa, và chúng ta có cố sự chữa lành đến trên người bệnh như vậy. Và cảm ơn Chúa, người này được chữa lành, và 1-2 ngày sau bác sĩ cho người đó về. Quý vị tưởng tượng là họ cũng ra về trong cái sự bình an như vậy. Có một cái anh đó thì y tá gọi cho chúng tôi, thì tôi bảo thì mới nói chuyện với anh này, thì anh khoảng chừng 40 tuổi đó, thì anh mới nói là anh muốn chết. Thì tôi mới hỏi anh, are you really want to die, are you ready to die? Thì mà hỏi là are you ready to die, thì anh nói là không đó. Rồi tôi chia sẻ lời Chúa cho anh, và anh bắt đầu nghe. Sau khi anh nghe rồi đó thì tôi cầu nguyện cho anh, và nhân danh Chúa Jesus Christ, lúc đó thì anh nói là cái miệng của anh hút xì ke ma túy đó, thì cái miệng của anh nó bị abscess, tức là lỡ và khó ngủ, và rồi coi như là khó chịu, cho nên gây khó khăn cho y tá. Quậy quá thì y tá phải cột tay cột chân anh lại. Thì khi mà vào nói chuyện với anh xong rồi đó, thì cảm ơn Chúa hướng dẫn cho anh cầu nguyện tin Chúa. Và có những trường hợp là mình hướng dẫn vào cầu nguyện tin Chúa, thì họ cầu nguyện tin Chúa, họ cảm ơn Chúa là họ đã nhận Chúa vào trong cuộc đời họ. Thì sau khi cầu nguyện
Thì anh mới nói là 40 năm qua I served the devil. Ông nói như vậy. For 40 years I served the devil, now I want to serve the Lord. Đó, thì đó là cái dấu hiệu cho chúng ta biết là cái đời sống của anh được sự đồng giảm của Chúa. Và cảm ơn Chúa sau đó anh được chữa lành. Và y tá tôi đã follow up, và thì y tá nói là rất là nice, rất là calm. He calm down và he cooperates. Thì họ mới gỡ những cái sợi dây buộc tay của chị của anh ra. Nên cảm ơn Chúa. Kính thưa quý vị, buổi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ một vài cái kinh nghiệm, cái trường hợp mà tôi đã gặp ở trong 20 năm hầu vị Chúa ở trong chapter. Thì chúng ta biết rằng mình sẽ qua đời, và bệnh tật nó cũng có thể là một phần của đời sống của chúng ta trong cái sự già yếu của con người. Xin Chúa cho chúng ta biết chăm sóc sức khỏe của mình. Xin Chúa cho chúng ta biết sống, trao cho Chúa tất cả những ưu tư lo lắng của mình để có sự bình an của Ngài. Và trong khi sống, trong khi đi đường, trong khi rao giảng lời của Chúa, trong khi nói về Chúa cho những người khác đó, thì chúng ta dâng lên Chúa Jesus Christ, công bố sự chữa lành của Chúa đến cho những người ở chung quanh mình có nhu cầu. Những người bị ma quỷ ức hiếp thì chúng ta cũng có sự can đảm giản dị của Chúa để công bố sự chữa lành của Chúa, sự giải cứu, tức là deliverance, đó là sự giải cứu của Chúa. He heals, He delivers. Và những điều đó Chúa ban chúng ta, Ngài có những chuyện cứu, Ngài save, nhưng mà Chúa ban chúng ta sự chữa lành của Ngài đó. Bởi lành roi Chúa chịu thì sao? Chúng ta đọc câu này cũng quen phải không? Ê-sai đoạn 23. Bởi lành roi Chúa chịu mà thân thể chúng ta đã được lành. Thì trong Phi-e-rơ gì nói sự chữa lành của Chúa. Chúng ta thương nghiệm. Tôi kính mời quý vị cùng đứng lên. Chúng ta đến với Chúa trong thời gian này. Dân dân Chúa Jesus Christ, chúng con công bố trục xuất tất cả những tà linh, những quế linh, những linh của bệnh tật đã đem đến ở trong đời sống của chúng con qua nhiều cánh cửa mà chúng con đã mở ra. Dân dân Chúa Jesus Christ, chúng con đóng tất cả cánh cửa đó lại, đón nhận sự chữa lành của Chúa đến trong cuộc đời của chúng con ngay trong hiện nay. Trong danh Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Khi hưu trí rồi đó thì tôi ước ao là Chúa ơi, bây giờ con từng giây phút sự sống của con, tiền bạc của con, thì giờ của con, sức khỏe của con cũng không muốn quan phí nữa, không biết việc làm. Bởi vì tôi nhất là sau khi Covid, ta thử là Chúa mở cho tôi những cánh cửa để tôi hầu việc Chúa. Thì cái đề tài của cái chương trình đó là phục vụ Chúa theo ý kiến Chúa bàn. Thì sau 3 ngày thì tôi khích lệ chị em phụ nữ, ai có bất cứ cái ân tứ nào thì đốt vào hồi Chúa. Và mình không nói bằng miệng, khi mà mình gợi ý hay là mình nâng đỡ người ta thì mình phải thực tế. Thì cảm ơn Chúa là có một phụ nữ đã dâng một ngày đồng. Thì tôi khi về và tôi đem cái phần đó để lại cho đồng phụ nữ tại đó. Và tôi cảm ơn Chúa, tôi khích lệ thì các chị em người Hồng Ân đó, họ làm ba cái sự khai. Nhưng mà tôi nói rằng mình nên sửa đồ quần áo cho cộng đồng nữa. Thì khi sửa muốn lấy quần áo thì phải ngồi chờ, phải không? Thì cái thời gian ngồi chờ để làm gì? Làm chứng về Chúa cho họ. Cảm ơn Chúa và tôi rất là thích họ làm một cái project đó là mua máy bao nhiêu người làm, tiền nó sẽ là bao nhiêu, thâu vô mỗi tháng bao nhiêu, dân hiến cho mỗi tháng địa phương bao nhiêu, dân hiến cho mỗi tháng bao nhiêu. Thì tôi tin tưởng cái cách làm việc như vậy, tôi rất thích. Và tôi khi tôi trở về và tôi cảm ơn Chúa là bà mục sư Nguyễn Thành, tất nhiên là em mục sư Tùy ở tại Cần Thơ. Thì tôi, bà là đầu tổng của phụ nữ Việt Nam. Tôi thật rằng chúng tôi sự học thức nó có giới hạn, nhưng biết cách làm được. Cho nên chúng tôi tin tưởng và cảm ơn Chúa. Hai hoặc ba tháng họ bằng một tôi không biết là tụi nó có đúng hay không, thì chắc nó có được đám cưới đúng không? Dạ, nó ra đâu có thể nào không có chương trình nó nhỏ sang ra được. Tiếp tục là không cha không mẹ, và đi ăn hiếp thì đi làm, không có sự học thức thì đi làm và đi ăn hiếp. Đánh lắm cũng không thể nào đi ra thứ chính quyền được, tại vì mình không là gì trong xã hội. Trong giáo hội, trong lý tại Việt Nam thì chúng ta
có cơ hội để học chú con một vụ xã hội. Tôi làm việc công tác liên quan đến xã hội. Sáng nay cũng chia sẻ với quý vị bốn cái chương trình. Cái chương trình đầu tiên là chương trình theo viết chương trình chăm sóc sức khỏe hàng năm mà chúng tôi làm. Nhưng mà trong cái năm vừa rồi đó thì ở vùng Tây Nguyên và miền Bắc của người Hà Mông thì thời tiết rất là lạnh, cho nên chúng tôi làm cái chương trình áo ấm cho mùa đông để mà tặng cho các em học sinh ở đó. Thì phần lớn là các em học sinh Hà Mông thì nó trường nó nhỏ, lớp 1, lớp 2 nó phải xa gia đình từ sáng thứ hai lên trường học tập trung ở đó và đến cuối tuần thì mới về nhà. Nên khi mà các con trẻ nó nhỏ thì học ở xa ba mẹ, anh chị lớn thì tự chăm lo các em nấu ăn, mùa đông thì rất là lạnh lẽo, cho nên cái nhu cầu về áo ấm mấy năm vừa rồi thì tôi gửi ra 400 hình ơi và cho cái lai chương trình 466 chiếc áo ấm đây gửi tặng cho các em học sinh người Hà Mông miền núi Đông Bắc và Tây Bắc như Gia Rai, Gia Lai, Con, Thành Cẩm. Đây là một số hình ảnh người đã gửi tặng. Và chương trình thứ hai là chương trình cùng em đến trường. Đến trường thì vào mùa hè tháng 7 thì chúng tôi làm để phải chuẩn bị và về cặp sách rồi học tập có sách gốc mình nước dùng dụng cụ cần thiết trong cái nhu cầu đến trường các em. Cho nên trước khi đến đây chúng tôi đã gửi tặng 510 phần quà, 510 học sinh ở trong giáo hội cho các em nhỏ chia sẻ một cái gánh nặng và kiến thức trong cái hành trình học tập của các em học sinh ở tại Việt Nam. Và chương trình thứ ba là chương trình tôi tìm kiếm học bổng và khuyến học để mà giúp đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thiếu học ở tại Việt Nam. Năm vừa rồi thì chúng tôi không có tìm được học bổng, nhưng mà cảm ơn Chúa thì Chúa cho chúng tôi có được hội thánh Hồng Ân Riverside giang hiến một khoản và tôi trích được quỹ tại bộ tài chính năm một khoản để mà đại nghĩa quay trở lại để mà giúp đỡ học bổng cho các em học trình và tiến học cho các em. Rồi bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tìm kiếm được những cái học bổng để mà giúp đỡ cho sinh viên có những học bổng toàn phần xuyên suốt 4 năm học và cũng có những cái học bổng theo từng năm. Và chương trình thứ tư là chương trình phục vụ nhà ở, nhà trọ cho sinh viên. Ở tại Sài Gòn thì cái nhu cầu về nhà trọ cho sinh viên rất là lớn, khi mà các em sinh viên ở các tỉnh nó vào Sài Gòn để đi học thì cái nhu cầu về nhà ở, cho nên chúng tôi hiện đang thuê hai cái căn nhà để làm cái nơi ở trọ cho các sinh viên ở tỉnh vào Sài Gòn đi học. Qua đó chúng tôi có những cái nhóm nhỏ hàng tuần để đọc kinh thánh, tôi gây dựng chăm sóc và hướng dẫn các em. Thì hai nhà sinh viên có cái thì giờ nhóm chung với nhau. Dạ, chúng tôi cảm ơn Chúa vì khi mà chúng tôi làm công tác này thì từng ngày thì thấy các bạn sinh viên lớn lên về thuộc linh, rồi sau những năm học các em ra trường đi làm và tiếp tục các phần cầu vị Chúa hội thánh, thì tôi thấy những cái kết quả mà Chúa ban cho lòng chúng tôi rất là vui và biết ơn Chúa. Chúng tôi đang thuê hai cái căn nhà với cái chi phí hàng tháng là 800 đô. 10 em sinh viên ở trong hai căn nhà đó thì các em đóng góp vô 50%, còn 50% còn lại thì hội thánh chúng tôi lo. Và hiện tại thì chúng tôi đang có cái nhu cầu là cần 150 đô cho mỗi tháng cho hai nhà. Em mở một chương trình phục vụ cho các trẻ em, nếu mà không có giấy khai sinh, đứa trẻ bán vé số, đứa trẻ mà ba mẹ di cư từ quê đến thành phố kiếm sống, cho nên các con không được đi học. Và thực sự là đây là một cái hoạt động của hội thánh, nhưng mà đi là đem tới và chú cháy hội thánh làm việc này, vì trước đó chúng tôi không hề biết gần hội thánh có quá nhiều con trẻ như vậy. Và cảm ơn Chúa, sau 2 năm bước đi thì Chúa đã cho hình thành được chương trình học, lộ trình học của con. Các con có thể nhận được bằng cấp 3 sau khi ra trường, có thể lên cho học ở đại học ạ. Và cái đó cho nên là chi phí bằng hành trường cũng rất là lớn. Và với cái chuyến đi này thì chúng tôi cũng mong muốn được rằng sẽ có một cái quà
quà gửi tới cho quý mục sư, những người đã hỗ trợ trường của con trong suốt năm tháng qua. Thì có tinh thần là quà, cho nên là người đã chuẩn bị những cái món quà như thế này. Đây là những bức tranh có thể nhiều hơn những lời nói mình có thể nói được. Tức là có con có thì từ những cái trẻ cầm những ngày đầu cầm bút khóc đó quý vị, có con khóc bởi vì cứ cứ tay mà khóc bởi vì ngồi lâu quá cho nên là không kiên nhẫn đi màu hồng, nhưng mà sau 2 năm các con có thể cầm bút và vẽ được những bức tranh như thế này. Thì đây là những cái điều là Chúa làm việc với Chúa thầy của các con, và chúng tôi cũng ao ước được rằng khi các con được theo học như thế này, các con sẽ nhận được những cuộc đời của con sẽ thay đổi, và trong mỗi cái chỗ như thế này sẽ có những câu chuyện story của các con để cái cuộc đời được đến trường như thế nào, con như thế nào. Thì rất là mong quý mục sư, quý cô chú ngồi đây có thể ủng hộ support cho các con mua những cái giỏ này, ủng hộ nhiều hơn thế nữa để trường có kinh phí để hoạt động này. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Đăng ký ở Washington DC bao hết hả? Rồi mục sư Nguyễn Hữu Tránh đi ngồi sai giao tế hoặc là mình sai, không lấy cái nào chúng tôi chặn 500 đô. Yeah. Tháng 10 năm rồi có tổ chức cái hàng tuần thứ bảy thì có học thành, thì tháng 10 thì bắt đầu vào thì ở Michigan bắt đầu lạnh trở lạnh thì bắt đầu cái gì em ấy hít nó hư không hay thì cái hơi ga nó đã ra trong cái bồn ga đó thì nó không hay, cái dở lên thì thấy em ấy hít nó đã tắt rồi, nghĩ là khoảng 15 phút sau chắc hơi ga nó lấy hộp này xịt vô thì hơi ga nó phục bung lên, và trong đó là cái ngày mà học thánh có tất cả chị em có một sư bởi vì ở đó để học kinh thánh cái ngày vậy, thì nhờ sự bảo vệ và che chở bàn tay Chúa ngang thẳng vào để sự sống, để cuộc sống của em trọn vẹn chữa lành cũng như được trọn vẹn là không có gì hết. Và khi mà cái ngọn lửa trong cơ thể bao phủ tất cả trong cơ thể là không còn thấy, chỉ có thấy ngọn lửa thôi, là có áo thun, chiếc áo thun chỉ có còn cái bao thôi và hai cái tay, và nguyên cái mảnh ở phía trước này là không còn gì hết, là cháy hết, và chỉ còn cái lưng nữa, là cái áo thun chỉ còn bảo vệ vậy thôi. Và cảm tạ Chúa là Chúa bảo vệ che chở và mình không có bị gì hết. Dạ, amen. Cái gì quá sáng là tuyệt vời. Còn khi mình đã vững tin bước theo lời Chúa và đi theo Chúa thì Chúa bảo vệ và che chở cho mình. Cảm tạ Chúa và amen. Thầy nói là đây là cái ưu tư của gia đình của chúng tôi, tại vì khi mà chúng tôi có được 4 đứa, 5 đứa nhau nằm ở chung một nhà, cái trang đứa là từ trung niên cho tới thiếu niên, thế nên chúng tôi rất là lo. Nhưng mà cảm ơn Chúa một điều đấy là Chúa cho họ thánh Chúa sắp tổ chức được cái chương trình cho các em nói tiếng Anh. Vì thế nên trước đó thì chúng tôi phải những các cháu và các hội thánh khác. Thường là qua hội thánh của thanh lễ đấy để cho các cháu tìm hiểu học hỏi, để mong rằng hội thánh sẽ có một cái chương trình đó để là gọi là chương trình kế thừa. Nếu một sư phụ có nói đó, thì kế thừa rất là quan trọng, chứ không khéo thì hội thánh mình được từ già hết. Cô Dư, quý vị thấy hội thánh của tôi mặc dù mang tiếng là bây giờ là hội thánh khác khác, nhưng mà còn lão già không, ông già bà già không, để mà đi mời đi đại hội mà họ mới đi. Nhưng mà cái lớp trẻ hội thánh chúng tôi đi rất là thâm. Cảm ơn Chúa là do phủ là có một xe đến đi học cái khóa để chăm sóc các em trong cái nói tiếng Anh đấy, vì nó nói tiếng Việt không có biết, kêu nó vô nhóm nó nói sư giảng con không hiểu gì hết. Bộ đã thành lập và gây dựng cái nhóm thanh niên nói tiếng Anh khoảng trên 30 em,
Sau đó thì Hội Thánh quyết định cho các em nhóm riêng cùng với giờ để của Hội Thánh. Các em có chương trình riêng và sau đó thì hỗ trợ khi mà chúng tôi để chúng tôi nhận cái hội cái nhà hàng cái tờ nhà hàng để có Hội Thánh Mỹ. Hội Thánh Mỹ bây giờ ở trên giới họ nó bị giám sát bây giờ giao cho Việt Nam luôn. Rồi mấy cái mà Hội Thánh Mỹ cũng già hết rồi. Cho nên nhờ mình đã chăm sóc thì có một sư Châu Duy Cương là người được các bà trẻ em, các ông bà ở trong Hội Thánh Mỹ đưa đi học ở trường viện. Và sau đó thì học được 2 năm thì đề nghị trên cái gì để chăm sóc cho các bạn đó. Và đó thì Hội Thánh có được có âm cháu cháu ngoại của một sư con của cô Liên ấy, con của Liên thì cùng với nhau để chăm sóc. Bây giờ thì các bạn em thấy cái nhóm mình đi cùng đông đông á, chúng tôi rất là hạnh diện đa số là hạnh diện con các em đi qua Nam Bơ, các em đi các nơi đến thỏ rồi ở sang công việc sang Thánh Sư Cường có mời em thì đó để sinh hoạt với nhau để cho các em tổ chức sinh hoạt với nhau. Bây giờ các em đã hình thành một Hội Thánh nhóm thiết thành và để kế từ sau này còn cái lớp chúng tôi về nhà. Cảm ơn Chúa một cái điều Chúa ban cuối cho Thánh Chúa Sắp Vơ một người sĩ đại xe. Bây giờ thì chúng tôi tạo cái nhóm đó cũng có một số Hội Thánh tới xem họ hỏi để làm sao để tạo cái nhóm đó phải là ở trong Hội Thánh không, các Hội Thánh khác cũng gửi người tới, cũng có mấy gia đình của người Công giáo cũng gửi các em đó để các em sinh hoạt. Nếu có gì quý vị thì được các em đông đông như vậy đa số là các em ở trong Hội Thánh Chúa Sắp Vơ. Điều chúng tôi muốn làm chứng về con vị Chúa tại Việt Nam là những cái sinh hoạt mà chúng tôi đã làm ở trong năm vừa qua. Và cái điều mà chúng tôi cảm ơn Chúa vì năm vừa qua chúng tôi cũng có cơ hội tổ chức một kỳ đại hội thường niên ở tại thành phố Hồ Chí Minh và có sự tham dự của gần như đông đủ các Hội Thánh Chúa tại địa phương cử đại biểu về. Và trong đó thì cũng có đoàn đại biểu từ Hoa Kỳ về dự cũng rất là đông. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì chúng tôi có một cái kỳ hội đồng rất là phước hạnh. Và kế đến là quý vị thấy một số hình ảnh liên quan đến hội đồng. Và trong hội đồng kỳ này có phụ phong thêm cho 9 vị mục sư. Và chúng tôi có một kỳ hội đồng rất là phước hạnh. Quý vị thấy một số hình ảnh liên quan đến kỳ hội đồng vừa qua. Cho đó là chính vị mục sư được tổ phong. Cảm ơn Chúa vì từng đoàn chúng tôi cũng ghi nhận lại những hình ảnh để chúng tôi luôn nhớ và cầu nguyện cho vì cái từng khu vực chúng tôi có những hình ảnh như vậy. Ngoài ra thì để khích lệ các đệ tử Chúa trong sự phục vụ Ngài thì chúng tôi có một kỳ tĩnh tâm cho các đệ tử Chúa trong tháng 6 vừa qua ở tại Đà Lạt. Nhiều người nói rằng tại sao các mục sư ở Việt Nam có cái chế độ đặc biệt này? Và chúng tôi nói rằng bởi vì họ đã tận tâm tận lực hầu vị Chúa trong suốt một năm, đó là phần thưởng cho họ. Bởi vì họ hầu vị Chúa không có lương, họ chỉ hưởng lương nha thôi, tức là lương nhà thôi, và đó là cái vật quà để khích lệ họ tiếp tục công việc nhà của Chúa. Rồi một buổi thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ là một buổi dành cho thiếu nhi. Đây là một buổi chúng tôi đẩy mạnh nhiều nhất. Và trong năm qua thì chúng tôi đã hoàn tất cái chương trình học trường chủ nhật cho thiếu nhi trong 3 năm. Và chúng tôi đang bắt đầu cái dự án làm trường chủ nhật cho lứa tuổi thiếu niên từ 15 cho đến 12 cho đến 15 tuổi. Và chúng tôi cũng sẽ thực hiện cho 3 năm học cho các em, quý vị nhớ cầu nguyện cho. Ngoài ra chúng tôi có dự án là video 100 bài hát cho thiếu nhi và rất là vui vì năm rồi Ban Nam Giới ở tại đại hội đã hỗ trợ chúng tôi 2.000 đô la và chúng tôi đã sử dụng nó cho cái vụ này. Đó là cái trang YouTube của nhạc thiếu nhi, quý vị có thể tải về để sử dụng. Đây là những bài hát hoàn toàn mới, ở trong đó thì có hai cái video, một video chỉ nhạc thôi và một video thì có nhạc và có lời hát để cho các em có thể tập hát. Ngoài ra thì chương trình Thánh Kinh Hè
cho thiếu nhi được tổ chức trong tất cả các hội thánh Chúa tại địa phương. Đó là điều mà chúng tôi rất là cảm ơn Chúa. Đây là một chiếc bài hình ảnh tiêu biểu thôi. Và chúng tôi cảm ơn Chúa vì ngoài phục vụ thiếu nhi thì phục vụ cho thanh thiếu niên tôi cũng đẩy mạnh. Và trong suốt năm thì chúng tôi có những kỳ đại hè, có những kỳ hội linh cho thanh thiếu niên ở từng khu vực. Và đặc biệt là trong tháng 7, vừa qua đầu tháng 7 thì chúng tôi có chương trình đại hè tại Bình Thuận với chủ đề là Tô La. Và với chủ đề này chúng tôi muốn cho các bạn trẻ nhận thức được cái địa vị là con vua trời của mình, để cho các bạn có thể sống xứng đáng và bắt tay vào sự phục vụ Chúa và tìm kiếm thế hệ kế thừa cho giáo hội. Chúng tôi cũng rất là vui vì phụ nữ tại Việt Nam rất là hăng say trong các công tác phục vụ Chúa. Chúng tôi cảm ơn bà mục sư Tuyết đã về giúp đỡ cho chúng tôi trong kỳ huấn luyện tại Vũng Tàu, và nhiều lần sau nữa đến để giảng hội linh để giúp đỡ cho các chị em. Và chúng tôi cảm ơn Chúa vì bà cũng giúp cho một cái phục vụ là làm kinh tế cho các chị em phụ nữ. Và nói chung thì khi bà mục sư Tuyết về thì mọi người luôn nhắc và luôn tâm đắc những gì bà chia sẻ cho tôi, và các bạn muốn rằng sẽ về Việt Nam nhiều hơn nữa giúp cho các chị em phụ nữ. Và ngoài ra thì cái một cuộc cuối cùng tôi muốn chia sẻ là cảm ơn Chúa trong năm qua thì chúng tôi tiếp tục hoàn thành thêm một cái nhà nguyện nữa ở tại Gia Lai, và tại một làng gọi là làng Lóc Loi ở tại Gia Lai của người Gia Rai. Cảm ơn Chúa vì chúng tôi có một cái kỳ lễ cung hiến nhà nguyện rất là phước hạnh, rất là tuyệt vời. Nhà nguyện này do một hội thánh của ông bà mục sư giáo sĩ trước đây học về Chúa tại San Diego hỗ trợ cho cái việc xây dựng. Và chúng tôi cảm ơn Chúa vì cái buổi đó là được tổ chức, chúng tôi dự định chỉ có 70 người thôi, nhưng mà cuối cùng thì số người đến tham dự đến 120 người. Và chúng tôi có một kỳ cuộc chiến rất là phước hạnh tại đó. Và chúng tôi đang có nhiều dự án xây dựng nhà nguyện nữa, có những mảnh đất đang chờ cất lên những căn nhà nguyện cho các anh Chúa được có nơi nhóm lại tương tất. Và chúng tôi xin quý vị nhớ cầu nguyện cho chúng tôi. Và chúng tôi đang khởi động một cái nhà nguyện ở tại Điện Biên, ở tại Bát Cơm Điện Biên. Và anh em chỉ có trong tay 50 triệu thôi, và thầy truyền đạo dân một mảnh đất 3.300 mét vuông, và anh em đã bắt đầu khởi động công mà không cho chúng tôi ai biết gì hết. Chúng tôi thấy đăng trên mạng rồi chúng tôi hỏi là họ nói là họ có 50 triệu và họ đi bước đi vào đức tin và bắt đầu khởi công. Và chúng tôi xin quý vị nhớ cầu nguyện cho đây là những công tác mà chúng tôi ngoài khả năng của chúng tôi. Xin quý vị nhớ đến của người Chúa tại Việt Nam và tiếp tục cầu nguyện. Cảm ơn quý vị. Quý hội đồng đây là một thành viên trong hội thánh của chúng tôi, cũng như kính chào toàn thể quý vị mục sư cùng con cái Chúa. Trước khi tôi bắt đầu làm chứng, tôi tên là Christine Lâm, nhiệm vụ là thư ký ban tài chánh. Kính mời ông bà mục sư Nguyễn Hà và cô lay leader Kimmy Lee cùng các con cái Chúa của hội thánh Chicago có mặt hôm nay xin đứng dậy và chào mừng toàn thể hội đồng. Thay mặt cho hội thánh First Vietnamese United Methodist Church tại Chicago, chúng tôi chân thành cảm ơn mục sư Trần Quốc Công Khanh, người đã đóng vai trò rất lớn trong việc tái xây dựng và chỉnh tu lại hội thánh của Chúa tại Chicago. Nhưng công việc này đã làm ông phải mất nhiều thời gian và công sức. Để tóm tắt lại, hoàn cảnh mà hội thánh sau nhiều năm tháng phải chịu đựng sự giãn cách của đại dịch COVID-19, rồi lại bị gắn thêm tai nạn nước ngập. Không tất cả có sợ cản bẩn của nhà thờ, rồi bị sự mục sư quản nhiệm lại tuyên bố về hưu. Số hội viên của hội thánh đã bỏ nhóm đến 90%,
mỗi năm nhóm lại chỉ vài người. Ngày Chủ nhật cuối năm của năm 2023 cũng là Chủ nhật cuối cùng của vị mục sư, tiền nhiệm chỉ còn 3 người. Hội Thánh Chicago đã được Chúa ban ơn thành lập trong 26 năm, đang đứng trên bờ vực thẳm, chuẩn bị đóng cửa. Mục sư Khanh cùng với cô lay leader Kimmy Lee đã hội ý với bà Diaz, mời mục sư Hà đi vào chức vụ để chống đỡ hội thánh trong tình thế này. Nhưng lúc đó mục sư Hà đang còn đi làm việc trong hãng Mỹ, chưa có ready nhận công việc mục sư. Do đó mục sư Khanh cùng với Diaz đã phải động viên, khuyến khích và làm mentor, hướng dẫn cho mục sư Hà từng bước một để trải qua tất cả trình của Deacon và Licensing School một cách nhanh chóng cho kịp tháng 6 2024 vừa qua, để Bishop có thể chuẩn luận License Local Pastor cho mục sư Hà chính thức hướng dẫn Hội Thánh Chicago. Mặt khác, chỉ trong vòng 2 tháng February và April, mục sư Khanh đã phải thăng hành đến Hội Thánh Chicago 2 lần để huấn luyện từng bước một về cơ cấu hành chánh và tổ chức ban ngành cho phù hợp với đường lối của Methodist. Điều mà dù Hội Thánh chúng tôi đã được thành lập hơn 26 năm nhưng vẫn chưa hề quán triệt thấu đáo. Mục sư Khanh đã phải chịu khó giảng dạy cho từng người trong hội chúng tôi như cách đọc kinh thánh, cách hát thánh ca, cách làm tiệc thánh, cách ghi sổ sách tài chánh, kế toán, thanh chi, tiền bạc, cách ghi lương bổng cho mục sư. Cảm ơn Chúa, điều đáng mừng thời gian mục sư Hà bước vào hội thánh trong vai trò mục sư quản nhiệm hội thánh từ năm 2024, Chúa vẫn còn thương xót hội thánh của Ngài nên mở lòng cho nhiều con cái Chúa trở lại nhóm và xây dựng lại nhà Chúa. Con số hội viên cũ trở lại, trong đó có gia đình tôi, làm thêm sự hỗ trợ của ba mẹ tôi nữa. Hội thánh của Chúa tại Chicago dần dần được tái sinh như các bộ xương khô sống dạy trong kinh thánh Ezekiel. Hiện giờ chúng tôi rất cảm tạ ơn Chúa đã ban phước cho hội thánh được trùng tu trở lại, con số hội viên nhóm lại hội Chủ nhật, như nói ở trên, từ 3 người nay lên đến trên dưới 20 người. Tất cả đều thương mến nhau như trong gia đình. Mỗi Chủ nhật đều có buổi ăn uống sau giờ nhóm, rất là thương mến và khăng khít nhau. Đến đây tôi chỉ cảm ơn Chúa mang một sư Khanh để đến duy trì nhà Chúa tại Chicago. Cảm ơn hội đồng đã lắng nghe. Nguyện bước đi cùng cha,
Hẹn gặp các bạn ở video kế tiếp. Bye!